Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của Mepe. Và ngày hôm nay, một cái map parkour mới ở phần hot trong menu bạn ạ. Parkour Jungle thì này, 100 người tải bạn ạ. Mình là người thứ 101 các bạn ơi. Cập nhật khá là mới nhá, ngày 19 tháng 9 có 5 người đề cử rồi à. Map của bạn Mây này, bạn Mây có thêm một vài ký tự đặc biệt nữa. Tôi không biết là ký tự này viết kiểu gì bạn ạ. Parkour Jungle ID là đấy, số là 5856-5133 bận á. Đó, các bạn mà sau khi mà coi xong video này thấy bạn hay thì có thể tải về và trải nghiệm thử. Ok, map này khá là bớ chứ này đấy. Bình luận cũng toàn là bình luận mới bạn ơi. Đó, thấy không này, đa phần là toàn là những bình luận mới thôi bạn ơi. Đã có 5 người đề cử rồi à. Ai chả 10 trên 10 luôn này. Ok bạn á, xem thử xem là cái map Parkour Jungle này nó như thế nào bạn ơi. Rồi. Ok đó chứ nhở. Nhìn nó lướt qua có vẻ ok chứ. À, những người xây phụ đây, ai đi bao thứ đây. Cái này là chắc là xôm đúng không? Không có thể chuyển, chắc mình nghĩ là có chiếc cơ chuyển bạn ạ, mình đoán thế. Chạm bước thử nhá. Hả? À bà, chưa. Đây mới là bước thử nhá. À, ok bạn ạ, được. Rồi, có vẻ là mọi thứ khá là ổn áp ở đây. Rồi, chiến thôi. Nhảy thôi bạn ơi. Bên kia trông nhìn hơi căng, cho nên là tôi sẽ đi bên này bên á. Bên kia nhìn trông nó hơi bị khó đấy. Nó trông có vẻ hơi khó quá bên ạ. Rồi, ok, level 2 gì đây? Đây có hai bên à? À, tụ lực bên ạ. Mình cứ tưởng có cắt tinh thể lưu hình ở dưới, hóa ra ở dưới là nấm bạn ơi. Cái nấm mà tụ lực bay đó. Ok bên á, level 3. Về cơ bản là ok chứ. Nhưng mà vẫn mình thấy nó vẫn khá là giống với cái map bình thường mình chơi lắm đấy. Xung quanh ở dưới sân này cũng thả rất là nhiều những cái hoa bởi đấy. Như kiểu có mẫu có sẵn nhỉ, không biết là thế nên tôi mới thắc mắc là mấy cái này là mẫu có sẵn hay là chen mọi người xây vậy này. Cũng là xung quanh kiểu núi này, trông nhìn nó không được tự nhiên lắm. Xong ở dưới là rất là nhiều những cái hoa bởi từ bé đến lớn bạn ạ. Đó, xong một vài cái cây bởi đây, đấy một vài cây kiểu này bởi ạ, đấy. Xong rồi chỉ có thể thêm những cái này, mình thấy cũng khá là quen này, những cái bậc khinh khí cầu này. Thành ra đấy, map này có bảo ổn hay không thì không biết, nhưng mà xây kiểu này thì mình gặp quá nhiều rồi. Thành ra cũng khó mà để cử bên ạ. Tại vì tôi chơi chắc phải tầm mấy chục map cũng y hệt này luôn. Nên nó cũng kiểu na ná này bên ạ. Cũng là xung quanh là núi, xong rồi dưới là hoa, xong rồi có cây xung quanh các thứ, khinh khí cầu các kiểu bên ạ. Đó, nó cũng chỉ khác mỗi là mỗi một map là sẽ có cái điểm hồi sinh khác nhau thôi đấy, còn lại gần như là y hệt nhau bạn, chả khác gì. Bên bên kia nhỉ, quên mất đi bên này xong rồi bên này chắc cũng đường khó chứ thôi, quên mất đi bên này đi bạn ơi. Ở đấy đấy đấy, bên này cũng rất là hình mà may quá tôi quay xe kịp. À mà chính ra đi lên xong mình có thể chọn đường bên này được mà nhỉ, quên đấy. Hề, chỗ bên này đâu có chặn tàng hình cái gì đâu. Thích thì nhảy sang bên kia, đường dễ chảy thôi. Ok bên ạ. Rồi, level 6 bên ơi. Được cái mắt này có chiếc G đầy đủ bên á. Đó, tiện nghi đầy đủ luôn. Nó chỉ khác về một vài đấy, cái điểm trang trí này đấy. Sẽ khác một vài cái điểm trang trí như kiểu như cái đường nhảy này. Nó hình cái cây ở đấy, đấy bà ấy làm quả hình cái cây luôn. Đó, cái đường nhảy hình cái cây trông khá là ok bên á. Còn về phần bố cục thì nó chả khác gì những cái map của mình từng chơi ở đấy. Cũng xung quanh là cây, khinh khí cầu, hoa ở dưới núi xung quanh bên ạ. Nó không có khác biệt gì nhiều luôn bạn ơi. Thành ra thấy nó hơi bị khó nói bạn ạ. Sao mọi người không xây cái bối cảnh khác nhỉ? Cứ phải bối cảnh này ta. Thế nên tôi mới thắc mắc là một điều đấy là cái bối cảnh này có sẵn các bạn chỉ việc tải về áp dụng vào là như thế à? Hay là mọi người tự xây bối cảnh? Thế nên tôi mới thắc mắc là như vậy đây. Chứ mình gặp phải mấy chục map cũng y hệt thế này bận ạ. Đó, cho nên tôi mới hỏi các bạn là cái bối cảnh mà hoa xong cây núi như này là mọi người tự xây hay là có chem mọi người xây vậy, mọi người xây giống nhau như vậy hay là do là gì nhỉ? Hay là do có cái mẫu có sẵn mọi người chỉ việc áp vào tự có luôn đấy, thế nên tôi mới hỏi chứ đâu phải tự nhiên tôi hỏi đâu, tại vì chơi map nào cũng thế, bởi lại map nào cũng vậy. Từ chắc khoảng từ đầu năm mà từ Tết, tôi nhớ từ Tết luôn. Ủa, chính ra là từ Tết đến giờ bạn ạ, map nào cũng thế bởi đây. Ủa, giờ hơi lâu rồi. Đúng là thật là từ Tết bởi đây, từ Tết đến giờ map nào nó cũng kiểu na ná như này. Nhiều lắm bạn ạ, tôi có tưởng là hết chen rồi chứ, chen thì mà tận từ Tết đến giờ mà vẫn còn bên đây, thế là lạ bạn ạ. Ấy à,
chết thôi. Đấy, lâu lâu cái cát tinh thể lưu huỳnh nó bị chớ bạn ạ, đấy bị chớ, thành ra nó không lấy đủ được để đi bay lên này. Đó. Đấy, nó bị dính vào cái phần viền đấy, cái phần viền của cát tinh thể lưu huỳnh nó sẽ không giúp chúng ta bay lên nha. Đó. Nhiều khi nó cũng có lúc lợi có lúc hại bạn ạ. Lợi là nhiều lúc chúng ta có thể tận dụng cái phần viền của cái cát tinh thể lưu huỳnh để lấy đà, lấy lực để nhảy xa hơn. Còn cái bất lợi là nhiều khi mà chạy bị lố hay gì á, đấy nhảy đúng cái phần viền đấy nó không bay lên bạn ạ, thế mới cay. Đôi khi cũng được cái này mất cái kia. Ây mày, thế bận vẫn đủ lực, pha nhảy hơi láo đấy. Đeo quả bận quả cherry à? Chuẩn không bạn, quả cherry này đấy, hai quả này. Quả cherry đúng mô phỏng theo cái quả cherry trong menu luôn đấy, nó chia thành hai quả bạn ạ. Ok, để bầu trời màu hồng có thêm một cái gì đấy, một cái ánh sáng à, một cái chùm ánh sáng bạn ạ, chắc thế, lấp lánh lung linh cái thứ cái gì, cái bê cung à? À tôi nhìn sơ qua tôi thấy có level bê cung bạn ạ, đây là một cái dương à, chắc chả có gì đâu. Chả gì thật. Cái này làm gì, sao lại có bao tử nhìn đêm á, này chưa đủ sáng sao mà phải bao tử nhìn đêm bạn ơi. Tổng bồ, này chưa đủ sáng à? Còn bao tử nhìn đêm bên ạ. Chết đừng cuộc rồi. Chọn sai nền văn binh bạn ơi. Bên này chết đừng cuộc nốt. Từ nó hay đi theo đẹp rồi. Không phải bên ạ, cái đèn đâu phải liên quan đâu. Ôi, đi một hồi lạc luôn mà. Wow, đi bộ hồi lạc trôi mà. Ê, chắc là bên này bên này, chắc bên phải trôi rồi. Bên này đi. Đây. Này trôi này. Bên này trôn rồi. Trông có vẻ đúng đúng đấy. Bên nhìn trông có vẻ đúng đường bạn. Trông có vẻ cũng đúng đúng đấy. Ô, không đúng à? Ô, là đúng dữ chưa? Không đúng rồi. Từ nha, nãy bên này có cái gì đường khác đúng không? Đây. Trôn tiếp này. Đi một hồi lú luôn rồi. Xong rồi. Thôi xong rồi. Vác trưởng có bê cung ạ. Đi một hồi lú luôn. Rồi có không biết đường quay lại đường nào luôn mà. Xong rồi. Thôi hỏng rồi. Toang rồi. Thôi toang rồi. Đi một hồi lú luôn bạn ạ. Giờ không biết đường về đường nào luôn mà. Ôi. Đây à? Không bước vào đường. Đường này thông với nhau này. Thông đường này lại cụt này. Ê, cái đường này đi rồi mà. Thôi sao bờ lú bạn ơi, lú ơi. Cái đường này đi rồi nha. Bây giờ mình từ về được nào, về bên trái à? Đây, cái đèn đây. Quay lại cái đèn này, từ nhá. Đấy là bên này, đường này không có, đường này không có chôn chôn bạn ạ. Bên này á. Cái gì ấy? Ôi! Ảo ấy. Đi một hồi. Tôi không biết tại sao tôi tìm được đường ra bờ lại. Đi một hồi tôi lú mà. Vượt qua mê cung mà mình đến mình cũng không hiểu tại sao mình lại vượt qua được cái mê cung luôn mà. Ê! Đúng kiểu đi láo đi bừa bạn ạ. Ảo thật đấy. Đúng kiểu phá đảo một cái map mà thậm chí mình cũng không biết tại sao mình phá đảo mà. Ê, chiến thắng bằng cách mà mình cũng không biết vì sao mình chiến thắng luôn. Đúng kiểu đi bừa đi bậy. Hay không bằng hên à? Nói thế cũng chả hên lắm bên đây. Nếu mà hên thì mình trúng đường luôn rồi đúng không? Nếu mà hên thì mình đi một phát đúng luôn rồi bên đây. Cái này là đúng kiểu mò đấy, cần cù bù thông minh đấy. Đấy, thay vì ngồi suy luận thì cứ mò đấy, mò khi là đúng rồi thôi, kiểu vậy bạn ạ. Đó, cần cù bù thông minh. Đấy là câu chuẩn nha, chứ không phải là cần cù bố xương năng nha. Cái câu cần cù bố xương năng là câu láo nha, là câu chế thôi nha. Câu chuẩn là cần cù bố thông minh mà.
Đúng, kiểu như chúng ta không thông minh, chúng ta bù lại bằng cách chúng ta chăm chỉ hơn, chúng ta chịu cày hơn thế. Đó, kiểu kiểu thế bận ạ. À. Nhưng chúng ta không được thông minh hơn người, chúng ta chăm chỉ. Đó, chúng ta bù lại kiểu vậy. Đấy là câu chuẩn nha. Còn cái câu mà tiền của bố sân là láo nha, không có là không thật nha. Là có 19 này. Ok. Rồi, đúng kiểu như thay vì ngồi suy luận xem là mê cung đi đường nào đúng, đường nào không đi được, đường nào đi được thì chúng ta cứ đi bừa đi, cứ đi đến mò từng chỗ bừa bạn ạ. Ủa, cái này là đi bộ nữa à? What? À, cái này là piano khổng lồ bạn ơi, cái gì? Cái bài hiệu ứng nhưng cả sau huy chắc sau huy sao? Ừ, trước đây là level của bạn, trước đây là mấy level cuối rồi sao bạn ơi? Nhưng mà cho đi bộ lắm mà. Nếu mà chủ map cho cái gì nhỉ? Cái sữa mà để tẩy chức năng á, là tôi ăn gà chạy nhanh đấy. Ok đi. Map này xa phết nhở. Level 2 boss này, không biết là cụ thể map này là bao nhiêu level nữa. Ok ok bình ơi. Tôi tưởng gần hết bao cơ, nhìn tưởng sắp thắng rồi. Tại tự nhiên thấy không nhảy gì bận cho đi bộ nữa mà. Nào chưa kìa. Úi xồi. Mát này chỉ có 5 con gà thôi nhá. Ông nào mà xài hết gà là toang đấy. Ông nào xài hết gà với cả xài nốt một cái sinh gum kìa. Đấy kẹo gum á. Là xác định là phải vào shop mua đấy. Còn shop có đắt hay không tôi không biết là. Ê sao nhảy mát không hết rồi. Trên level này dài thế. Ê bây giờ nhảy mình rớt một cái là toang bên ơi. Nhảy cẩn thận đấy nhá. Không nhảy láo rồi nhá. Bây giờ nhảy rớt một cái là toang bên ạ. Bây giờ chuyện bốc lửa hay gì ấy. Cửa hàng bán đồ khá là rẻ nhá, bán toàn đậu đấy, bán toàn đậu bạn ạ, khá là rẻ bên đây. Đó, bán bằng đậu là rẻ rồi. Đậu có thể cày được bạn ạ, không cần nạp là rẻ bận nhá. Bạn kêu bán bằng đậu đắt nữa là chịu. Đậu là cày được là rẻ rồi bạn ơi, không phải bằng xu quảng cáo thôi là ok rồi. À, cho mình giống win win này bên đây, xe lửa này. Đó không nhìn cái. À, wow, cây cổ thụ. Đi xe lửa lên cây cổ thụ bên ạ. Wow. Đỉnh quá ta. Wow. Ok. Ôi. Ôi. Ảo thật đấy bạn ạ. Ôi dồi ôi. Bắc cua. Chết rồi. May quá tôi bị ngược lại bạn ạ. Giật cả mình. Ê. Sờ đi xe ngửa lửa ngược. Ok. Không thế rồi à? Win chưa? Không biết là win chưa bạn ạ. Sao không đi được? Đã nhảy khỏi xe lửa. À bay rồi luôn em. Trời ơi. Ui là chúng ta bay luôn bạn ạ. Ủa hóa thần luôn, bay rồi luôn. Ok. Được chứ nhở. Map này nhìn chung là khá ok. Nhưng tại vì map này dùng cái bối cảnh tôi quá là quen rồi, tôi sẽ không để cửa bạn nhá. Đó. Nếu như map này dùng cái bối cảnh không phải là rừng núi hoa lá cành theo kiểu quá quen thuộc như vậy, chắc chắn tôi sẽ đề cử, tôi bình luận cái thứ khen hết lời luôn. Nhưng tại vì cái map này dùng cái bối cảnh mà tôi phải chơi tầm mấy chục map như này rồi, thành ra là tôi thấy cũng không ấn tượng bối cảnh lắm. Còn về cái đường parkour thì khá là ok bạn nhá. Đó. Ngoại trừ việc là bối cảnh xung quanh là tôi nhìn tôi quá phát ngán luôn rồi bạn ạ. Ok bạn ơi, rồi mong rằng sau này những map parkour có thể thay đổi bối cảnh nó đến kiểu fantasy world bên này. Đúng không nhỉ? Đúng map này không ta? Tôi nhớ có map thì mấy cái map cũng kiểu thêm bên ạ. Đấy. Cái này parkour rainbow hình không biết thế không? Ừ thì cũng thế sao á. Tôi không nhớ lắm nhưng đại loại mấy cái map kiểu như vậy. Ở dưới toàn y hệt luôn mà cũng xung quanh là núi, xong cây. Không ngồi là ở dưới có không thì có map map. Hình như là có một cái khác nhỉ? Hình như cái rainbow này khác là sao bạn? Cái rainbow này khác ấy. Có cái mắc khác cơ, tôi chả nhớ lắm. Đại loại dạo này gần đây là toàn kiểu vậy thôi. Ok bạn ơi, chắc là video xin phép được kết thúc thôi. Các bạn có cái đó gì muốn mẹ bè lặn tụi nữa hãy để lại bình luận dưới bên nhá. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.